Rồi bắt đầu hết quần thứ nhất nha mấy bạn. Đó, quần thứ hai xuống đó. Có một em đã rớt sát cái trong bờ luôn mấy bạn ơi. Chưa hết vòng thứ hai. Ôi quá đẹp. Bạn ơi, cái anh mập anh nhảy quá đẹp. Hello, chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay các bạn, anh em mình sẽ làm một clip quay thời trẻ trâu các bạn. Bây giờ các bạn thấy cây cồng mà vô ra bật nước không? Bây giờ mình sẽ dọn cây cồng này và sẽ cho các em nhỏ ở vùng quê mình đó là thử thách nhảy cây cồng và chờ lựa tấm ảnh đẹp nhất ha các bạn. Lựa tấm ảnh nào đẹp nhất sẽ được mình thưởng 500k, còn rồi tiếp theo là 200k và 100k ha các bạn. Rồi các bạn hãy bình chọn cho mình là tấm ảnh nào đẹp nhất cho mình ha các bạn. Bây giờ anh em mình tiếp rồi sẽ dọn cây cồng và đợi các em trẻ trâu của sớm mình ra rồi tụi mình sẽ chơi trò chơi này hả các bạn. Nhảy dù. Rồi, em lên dọn giùm anh cái chắc. Rồi ok. Đây các bạn, đây cây cồng nhô ra mặt nước đây các bạn. Đó, cây này cây tràm nhô mặt nước, mình chắc đang lên dọn đằng trống trống chỗ chiều mình sẽ chơi trò chơi hả các bạn. Quay về tuổi thơ của anh em mình hả các bạn. Bỏ lên trên bờ luôn chắc ơi. Đó, giờ mình dọn. Dưới chân mình luôn nè, cái này luôn không chiếc luôn cái đó luôn nhưng mà anh chắc không chưa ngạnh cho nó đứng trong chút đi, trong đây đúng rồi đó. Hồi xưa mấy anh em mình nó còn nhỏ các bạn nhảy cái còng rồi ok xuống dưới chân nó khuất mấy cái lá xanh nó đẹp rồi. Rồi gom hết lên đi rồi mình ấy. Bây giờ mình sẽ dẫn mấy anh em trẻ trâu mình đi ra chơi trò chơi các bạn. Đây rất là đông, bây giờ mình ra mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Mình cáo già mấy trẻ trâu. Mấy anh trẻ trâu nè, quá trời sớm mình nè. Rồi mình lên đi, rồi bây giờ mình sẽ chơi trò chơi ha. Đây các bạn ơi, mình đã tập hợp nhóm trẻ trâu của mình ra đầy đủ ha các bạn. Bây giờ bây giờ nè anh sẽ cho tụi em nhảy lên cái cây đó. Rồi ok anh. Leo lên cái cây đó và nhảy xuống nước. Yeah. Nếu ai á nhảy trong vòng 3 quận. Rồi. Mà ai có tấm hình đẹp nhất được mọi người bình luận nhiều nhất á thì người đó sẽ được 500k dễ nhất. Rồi ok. Tiếp theo là cái giải thứ hai là 200k. Rồi. Và giải thứ ba là 100k. Ok rồi. Bây giờ nè là anh em mình trong đây có 5 bạn trẻ trâu, chắc sẽ quay cầm điện thoại quay đi. Rồi cho 5 em trẻ trâu này chơi. Dạ, xong chưa? Rồi. Thử này có biết cậu hay không?
Qua lại với ba. Đó, vậy lần này biết lỗi. Nó biết lỗi các bạn ơi. Rồi bây giờ anh em mình tiến cởi đồ đó. Let's go. Quá lầy các bạn ơi. Đây đồng lúa với mình đây các bạn. Lên mấy em vô. Lôi cây lên đi. Các bạn. Chị dưng được các bạn. Bớt lại lên. Chứ dưng nãy lầy địch rồi. Lầy quá không chịu quá. Lầy quá không được nha, bớt lầy nha. Rồi ok. Để nào nhảy trước. Từ của anh. Vậy là tôi nhảy trước phải không? Ồ ok. Go. Nào ở trên thì nhảy trước. Quay cái mặt qua đây nè, quay cái mặt qua đây nè, tạo dáng tạo kiểu nè. Rồi hai em nhảy xuống rồi anh các bạn. Đây là các bạn chắc cà đâu nè. Tôi nhảy hả? Rồi nhảy đi. Theo quận theo vòng nha. Ướt luôn camera của mình các bạn. Ừ quá. Rồi dậy lên. Rồi. Ô trà ướt luôn cái camera mình các bạn ơi. Ê, nhảy xuống muốn về dập trứng. Đó đây là trẻ trâu của xóm làng này các bạn. Sao quá bà thợ chân. Rồi. Lên tới đọt luôn. Đây quận thứ hai các bạn, đây là quận thứ hai. Đây quận thứ hai các bạn. Rồi bắt đầu hết quận thứ nhất các bạn. À, quận thứ hai xuống đó. Có một em đã rớt sát ở trong bờ luôn mấy bạn ơi. Chưa hết vòng thứ hai. Ôm á, quá đẹp. Ơi, anh mập anh nhảy quá đẹp. À, hay. Rồi bắt đầu chuẩn bị vô vòng thứ ba nè. Vòng thứ ba tiếp theo đâu rồi. Wow, cú nhảy này đẹp nè các bạn. Cú nhảy này đẹp nè. Cú nhảy các bạn. Bỏ cái bụng luôn đụng nghĩ mẹ luôn. Rồi, tiếp đi, tiếp đi. Không giật đi các bạn. Hậu dán rồi luôn cho nó. Rồi. Rồi gần hết vòng thứ ba. Còn 3 người nữa là hết vòng thứ ba. Rồi đó. Ô, cú nhảy này cũng đẹp rồi các bạn. Hết vòng, hết vòng. Đó là cao nhất đó. Cao nhất trong năm đó. Quá trời luôn rồi. Bây giờ đó nè, cho thêm 2 vòng nữa. Mỗi người chỉ lựa được 1 tấm ảnh thôi. Rồi. Từ từ để cho anh có cho nó dễ làm chút không? Cho ăn Tết xong mình nói chuyện không nổi luôn các bạn. Thông cảm mình nha. Đây, vòng thứ tư nha các bạn. Mình cho 5 vòng đi. À, cái này. Cũng đẹp nè các bạn. Vòng thứ tư. Cú nhảy này cũng đẹp à. Rồi mấy đứa dưới nước lên tiếp theo đi. À, anh cameraman này quá nhiệt tình. Đây. Vòng thứ tư cứ theo vòng nha. Tại vì thời gian ít quá cho thêm 2 vòng nữa đi. Đó. Là chẳng 5 vòng. Wow. Cú nhảy này kiểu nhảy của con ếch đó các bạn.
nè nè cô ăn. Ủa trời 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 ô quá dữ. Rồi ô quá dữ rồi, quá dữ rồi. Rồi người cuối cùng, người cuối cùng của dòng thứ tư phải không? Đâu có thằng Cường là dòng thứ tư đó, dòng đầu đó. Rồi tiếp nè. Rồi chơi luôn. Chơi luôn, chắc là đâu. Ai ở đây vậy? Quá đẹp các bạn ơi. Rồi dòng cuối cùng nha. Nhảy mà lên xịn luôn trời. Rồi tiếp tục. Quay. Hay quá rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Con này đạt giải nhất rồi. Rồi. Nhảy rất là đẹp. Mới vậy chứ gì các bạn. Cứu Santo. Cậu ơi. Cậu ơi. Cứu đâu cứu lộn con mèo. Rồi làm cứu Santo nữa đây. Cầm còn quay coi. Dòng cuối đó. Này tao quay cho tao nhảy cho quay coi nè. Dạ. Quay từ từ thôi. Đâu. Thầy cứu tao sẽ nhảy cho các bạn xem nè. Nhảy đâu chú em? Coi chú Kinh. Còn ba quần nữa các bạn. Còn ba cái nhảy. Nhảy luôn. Ồ, còn ba người nữa chứ không phải ba quần. Ba người nữa chứ. Ây da, thằng này nó lên cao có mấy bạn ơi, thằng này quá hay. Trời rồi. Trời ơi, thằng này quá hay mấy bạn ơi. Đây mình là người cuối cùng nha các bạn, để mình thử cho thử lại cảm giác hồi trẻ trâu của mình nó sao các bạn. Rồi. Nè đi coi chú Kênh nhảy mất tiêu quần luôn các bạn. Đây là anh đang rong vlog lên nhảy cho mấy bạn xem. À. Ông nhớ ngày xưa tại trâu nó nhảy dữ lắm mà không biết bây giờ nó nhảy được không biết nữa. Là nó thử sức mình đó. Thấy gì đó chứ xa lắm nghe. Ôi ai là có lý. Anh này được. Số 1. Của em. Wow, quá đã. Rồi, mình lên đi tổng kết. Lên. Lên đi. Đâu rồi, anh em tập trung lại coi. Lạnh. Hey. Anh em mình vừa chơi vui vẻ vừa có tiền nha các bạn. Bây giờ thằng thi thố của các trẻ trâu trong xóm làng á cũng đã xong rồi các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ tổng kết và sẽ cho anh em cho anh em chọn tự cho chọn tấm hình của mình luôn. Và mình sẽ cho đánh từng dãy số 1 2 3 4 5 6 các bạn bình chọn giùm mình nha các bạn. Rồi mình cũng xin tạm dừng video tại đây và các bạn hãy bình luận hộ mình cho các anh em có thưởng nha các bạn. Và anh em mình hẹn gặp lại các bạn vào clip sau đi. Bye, see you again.